đến với bài thầy về cộng đồng các món ăn của dân tộc Việt Nam. Và hôm nay sẽ là giới thiệu về các phần món ăn của các tổ từ đến từ các dân tộc khác nhau của Việt Nam. Đầu tiên xin mời nhóm 1. Chào cô và các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về dân tộc Thái. Cái món trước mặt của mọi người đây là cơm lam. Cơm lam thì bắt có nguồn gốc từ một chuyến đi dài của người Thái. Người Thái khi người ta đi thì người ta không kiểu ăn ít đồ ăn, nên là người ta chỉ mang ít gạo ăn để nấu và con dao và một số dụng cụ khác. Thì trên đường đi thì người ta sẽ nấu vào cái ống nữa sẵn không dừng. Các bạn giới thiệu qua một chút về cái cách làm cơm món cơm lam. Hiện tại em cô là người ta sẽ cho gạo tức là gạo nếp, người ta cho vào một cái ống nứa là ống tre gì đấy vào vào đấy xong là người ta sẽ bì bằng cái lá gì đấy lá tre, xong là người ta sẽ bỏ lên một cái bếp lửa ở trong rừng nó dần và người ta sẽ đợi khoảng trong một thời gian thì cơm nó sẽ chín và nó sẽ tạo ra một món ăn tên là cơm lam. Và cơm lam cũng có rất nhiều màu thì là nó phải bỏ. Cô đang muốn hỏi là bình thường như cơm của mình kia nghĩa bình thường mình cắm cái đồ cơm điện này kia kìa, nó có cái màu nó trắng ấy, không biết là cái màu này em dùng ở màu hay là cái gì ạ? Cơm cô là màu trắng là màu tự nhiên của gạo, còn mấy cái màu kia là mình cho những nếu mà đây này cái màu thấy là có màu tím này, có màu vàng này. Cơm cô là mình có bốn màu thì ba màu là làm từ màu cam thì làm từ gốc, màu vàng thì từ nghệ và màu tím thì là từ đầu tiên. Để cho món ăn thêm chút vị thì mình có thêm một ít muối vừng ạ. Giới thiệu cho các bạn món xôi và món quảng này là hai món đặc trưng của dân tộc Kinh. Và thường thường thì nó mình sẽ thấy nó xuất hiện ở trên các mâm cỗ và hoặc là bàn thờ. Nhìn rất là dẻo, nhìn qua chứ là dẻo rồi. Thêm một cái món là trứng thôi. Đây là xôi kẹp gói thôi. Vâng, cái này là một cái thức ăn trong các dịp lễ. Chào cô và các bạn đến với món ăn của tổ 2 của em. Đây là món bánh dày của người Hơ Mông ạ. Người Mông được gọi là bánh bả hay là bánh đè đâu đấy, tại nhau là cô chủ hay nha. Bánh này là tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, là nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài. Đây còn là một biểu tượng cho sự son sắc thủy chung của tình yêu trong trai gái ở người Mông. Bánh này thì sẽ được ăn với lại muối vừng, với lại hoặc là dầu ạ. Ở trong đây là bánh này thì được làm từ gạo nếp nương, gạo dẻo mới được bọc ở ngoài là bằng lá chuối để nấu ra được một cái bánh tổ thơm ngon dẻo. Chọn được một loại gạo bằng gạo nếp nương mới trong thì nó sẽ được dẻo và thơm. Tiếp theo là mình sẽ kho gạo và ướp gạo với nước. Sau khi vớt ra thì mình để ráo nước và cho lên chõ để đồ khoảng tầm từ 1 đến 2 tiếng. Khi xôi đã chín thì mình bắt ra rồi mình cho vào để dặn nã ngay. Khi lúc nó nóng hổi thì nó sẽ được nhuyễn và
dẻo thơm. Sau đó thì mình để nặn gia đình rồi mình cho vào lá chuối thì nó sẽ ra chín bánh giò dẻo và thơm. Cái bánh giò này thì thường mình sẽ lát mỏng bánh giò ra cho mình gạt sữa đúng không? Ăn đúng không? Có thấy cả gừng đúng không? Vâng. Chấm nữa vâng. Chấm một là ăn với bò, hai là ăn với muối gừng chấm. Cái này các cháu muốn nào đấy? nhiều topping đúng không? Nhiều cái là cái rất là rẻ,
Không, 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 không